Đây là món bánh tôm khoai chiên giòn. Mình để nguội để lâu vẫn rất là giòn. Cách làm vô cùng đơn giản luôn các bạn ơi. Đây là chén nước chấm của mình, nước mắm chua ngọt. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Với công thức vô cùng đơn giản, nguyên liệu cũng rất là dễ tìm mua. Hôm nay mình sẽ làm món bánh tôm khoai chiên giòn. Giòn rụm, giòn xốp, không bị giòn cứng nha. Rồi nếu các bạn thực sự quan tâm yêu thích món này thì hãy vào bếp với mình. Ở đây thì mình có là 300g tôm. Tôm thì mình chọn cái loại tôm nhỏ thôi. Càng nhỏ thì cái món bánh của mình nó sẽ càng giòn. Rồi mình mua về mình rửa sạch qua với muối nè. Loại bỏ chỉ đen và mình không có lấy đầu nha. Mình không lấy đầu tôm. Với 300g tôm thì ở đây mình có tổng lượng khoai ở đây là 600g. Mình có thể là dùng hoàn toàn từ khoai lang hoặc là khoai môn. Riêng mình thì mình lại thích dùng cả hai luôn. Rồi một cái trứng gà, hành lá và chỉ cần một loại bột duy nhất trong công thức này, đó là bột chiên giòn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện luôn nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đi ướp gia vị cho tôm. Bây giờ với 300g tôm mình cho đây một muỗng nhỏ, một muỗng cà phê đường. Mình cho ít đường thôi, mình cho nhiều đường thì rất là dễ bị cháy khi chiên luôn. Rồi mình cho vào đây một muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi hành lá mình cho hết vào luôn. Rắc lên đây một ít tiêu, tiêu xay. Mình sẽ ướp tôm trước nha. Đó, mình để sang một bên. Trong thời gian mình chờ cho tôm ngấm gia vị, bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị khoai lang và khoai môn. Đây là khoai môn cao nha, rất là thơm luôn và có cái độ dẻo á, độ dẻo và có bột nữa, rất là ngon, thơm lắm luôn các bạn. Rồi đó, rất nhanh, mình gọt xong rồi bây giờ mình rửa qua nước. Rồi khoai môn thì mình sẽ bào hoặc là mình sẽ cắt mỏng, cắt sợi mỏng nha, càng mỏng càng tốt các bạn. Mình cắt sợi mỏng nhỏ để có cái độ giòn đó. Lâu lâu mình vào bếp mình làm món này để mình đổi vị cho gia đình, mình thay thế cho những bữa ăn cơm hàng ngày cũng rất là tuyệt vời nha các bạn. Rồi khoai môn thì mình sẽ cắt sợi mỏng nhỏ như thế này để khi mình chiên thì nó sẽ giòn á. Khoai lang thì mình cũng sẽ cắt tương tự như thế này luôn nha các bạn. Mình sẽ đi pha bột, mình cho hết một gói bột chiên giòn vào đây là 150g. Rồi mình sẽ đặt một cái trứng gà. Mình để riêng cái chén thế này nè, để tránh cái trứng nó có bị hư thì không có làm hỏng bột. Bây giờ mình sẽ đánh tan cái trứng gà này lên. Bây giờ mình sẽ cho trứng mình đã đánh tan, bây giờ mình cho vào bột. Cho vào đây 150ml nước lọc. Mình cho từ từ. Đây là một chén nước đá lạnh nha. Mình sẽ cho nước đá lạnh vào đây sẽ giúp cho cái món bánh tôm khoai chiên giòn của mình giòn rất là lâu luôn. Khoảng 150 một chén đá như thế này. Mình cho vào bột. Và bây giờ mình sẽ khuấy đều lên. Mình sẽ khuấy cho đến khi mình
kiểm tra là bột của mình đã sánh mịn hoàn toàn luôn. Nếu mà bạn nào mà kỹ hơn á, thì mình chờ cho nước đá nè vừa tan hết thì mình sẽ lượt qua rây một lần để cho bột mịn nha. Mình thấy là bột cũng khá là mịn rồi, không có bị ốc trâu các bạn ơi. Rồi bột đã mịn rồi, bây giờ mình sẽ cho tôm vào luôn. Tôm mình đã ướp gia vị trước đó, giờ mình cho vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho lần lượt khoai vào nè. Khoai môn nè, khoai lang nè. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Mình làm món, đây là món bánh tôm khoai chiên, nhưng mà mình thấy là giống như cái món bánh khoai thì đúng hơn các bạn, tại vì khoai nhiều hơn tôm rồi. Thì hôm nay mình làm món bánh tôm chiên khoai nha. Thiệt là ngon, công thức đơn giản, nhưng mà món bánh của mình giòn, giòn rụm, giòn xốp, giòn lâu. Với một cái bí quyết pha bột rất là hay. Cái đầu tiên thì mình chiên nó sẽ không có được đẹp á, đến những cái sau mình chiên quen rồi á thì bánh của mình rất là đẹp luôn. Đó, mình sẽ cho tôm lên trên mặt như thế này nè các bạn. Đó, khi mà mình chiên về thì tôm nằm bên trên nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Rồi vàng giòn rồi nè các bạn ơi. Đó, mình sẽ vớt ra. Đây, những cái sau mình chiên nó nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn, và sẽ rất là ít bột đó. Mình nhớ là mình sẽ cho khoai, đó, cho khoai bên dưới rồi mình để tôm lên trên. Khi mà mình đổ xuống mình chiên á thì tôm nó sẽ nằm ngược lên mặt như thế này, nhìn nó rất là đẹp mắt luôn. Mình thích cho nhiều tôm hơn thì các bạn để nhiều tôm nha. Đây các bạn, đó, tương tự thì các bạn sẽ đổ hết những cái phần tôm còn lại. Tôm mình cho lên trên, khoai nằm bên dưới, rồi mình đổ xuống, rồi mình dàn đều ra. Cứ như vậy mình sẽ chiên hết những phần bánh còn lại nha các bạn. Đó, tôm nằm lên trên rất là đẹp mắt luôn. Bánh khoai tôm của mình đây các bạn ơi, một mâm đầy ắp như thế này luôn. Đó, rồi ở đây mình có một ít rau nè, xà lách nè, rau thơm, rau tiết tô, rau diếp cá vân vân, những cái loại rau các bạn yêu thích nha. Rồi đây là chén nước chấm của mình. Về nước mắm chua ngọt á, để mình ăn với cơm tấm, cơm sườn hoặc là những cái món chiên á, thì các bạn có thể là xem lại ở video cũ của mình nha. Mình sẽ để lại đường link ở phần chú thích mô tả hoặc là ở phần bình luận. Ở đây thì mình đã pha sẵn một chén nước mắm chua ngọt rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho tỏi và ớt băm vào. Hấp dẫn lắm luôn các bạn ơi. Đây là món bánh tôm khoai hay là bánh khoai tôm các bạn ơi. Bây giờ mình thấy là khoai nhiều hơn tôm rồi, cho nên là các bạn có thể là gọi là bánh khoai hoặc là bánh tôm đều được nha. Đó, tỏi ớt nổi lên trên bề mặt nhìn hấp dẫn không các bạn? Đó, mình xong chén nước chấm rồi. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức nha.
Rồi như vậy là rất nhanh mình đã hoàn thành xong món bánh khoai tôm hoặc là bánh tôm khoai. Rất là ngon, đẹp mắt, rất là giòn nha. Món này hoàn toàn là không có bị ngấy dầu mỡ gì hết, bởi vì chủ yếu là khoai đó các bạn, không có bị động dầu đó các bạn ơi. Đó, bánh như vậy mà có ai mà nói không giòn đó thì cũng chịu thua luôn á. Đó, giòn rụm luôn nè các bạn thấy không? Màu rất là đẹp nha. Tôm nè, khoai nè, mình kết hợp thêm với khoai môn nó rất là thơm, các bạn ăn bùi bùi. Rồi mình ăn kèm với các loại rau nè, xà lách nè, rồi diếp cá, rau thơm, rau quế là những cái loại rau các bạn yêu thích nha. Rồi mình chấm với nước mắm chua ngọt nữa là bá cháy luôn. Các bạn hãy thử vào bếp và áp dụng công thức này cũng như là làm cái món này cho gia đình của mình thưởng thức đi nha. Chúc tất cả các bạn sẽ thành công và ngon miệng. Nếu các bạn làm thành công thì đừng quên quay lại phản hồi cho mình biết nha. Mình sẽ chúc mừng tất cả các bạn. Rồi nếu các bạn cảm thấy yêu thích món ăn của mình ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Chia sẻ thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết thêm công thức bánh khoai tôm chiên giòn tại nhà. Rồi mình hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye. Đây mình bẻ cho các bạn xem nè. Đó, rất là giòn nha. Cái này là mình bẻ thì rất là dễ vụn vỡ luôn, cho nên là mình phải gói với rau đó. Mình ăn thử một miếng không, mình chưa có gói rau nha các bạn. Giòn lắm à, các bạn coi, giòn lắm luôn. Cái này mình sẽ cuốn với ít rau nha các bạn. Lỡ là ngon quá các bạn ơi. Mời các bạn cùng ăn món bánh tôm khoai với mình nha. Mời các bạn nha. Ai có đang xem thì mời ăn với mình nha. Đó, mình cuộn với rau vậy. Rồi cái mình cầm nguyên cái chén chấm như vậy nè. Chấm cho nó đầy ắp luôn. Đó. Mời các bạn nha. Quá đã, không nói lên lời luôn.